chúng tôi phát hiện ra có một căn phòng ở đây là có một cái khóa, nhưng mà nó chỉ chốt nhẹ thôi chứ nó không khóa hẳn vào. Đấy, chúng tôi bỏ ra. Hoàng đế Khải Định, Hoàng Thái hậu Đoan Hy, Hoàng Thái hậu. Án thờ Hoàng đế Gia Long, tức đây là cái ban thờ của Hoàng gia. Án thờ Hoàng đế Bảo Đại. Ở đây có những cái vết mực ở trên tường này, không hiểu là có ý nghĩa gì. Khu vực này có rất nhiều cái tấm bia với những cái dòng chữ kỳ lạ. Có camera. Chúng tôi phát hiện ra có camera và phải đi xuống ngay lập tức trước khi có cái điều gì đấy không hay xảy ra. Các bạn thân mến, Nam đang có mặt tại lăng của vua Khải Định, một trong những vị vua thuộc triều đại nhà Nguyễn tại Thừa Thiên Huế. Sở dĩ ngày hôm nay tôi có mặt tại đây bởi vì hai lý do. Thứ nhất, năm nay là kỷ niệm 100 năm ngày chữ quốc ngữ được đưa vào sử dụng, tức là tất cả những cái chữ viết của chúng ta học từ tấm bé cho tới bây giờ, đó chính là nhờ công lao, cái sự quyết định của vua Khải Định đã công bố một cái sắc lệnh là thay thế chữ nôm, một cái dạng chữ mà lấy ký tự chữ Hán từ Trung Quốc làm chủ đạo để thay thế bằng chữ quốc ngữ. Đó là một cái quyết định vô cùng sáng suốt nhằm thoát khỏi sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Và cái điều thứ hai đó chính là tôi nhận được một cái tin báo từ một bạn khán giả của Challenge Me nói rằng là ở trong lăng Khải Định ngày xưa, tức là từ trước năm 1975, thì có một bức tượng của vị vua này, nhưng mà trong thời gian gần đây chị ý quay trở lại thì không thấy nữa. Thực ra thì đây không phải lần đầu tiên tôi tới lăng Khải Định. Cái lần trước tôi đi thì rõ ràng là tôi có thấy, nhưng mà không hiểu là qua thời gian thì có điều gì nó thay đổi hay không. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi vào đây để mục sở thị xem là thực hư câu chuyện, cũng như là tìm hiểu về cái lăng mộ độc đáo nhất ở Thừa Thiên Huế này. Ở đây vào cửa thì phải mất vé. Giá vé là 100.000 một người với du khách bình thường. Còn với người Huế thì chỉ có 50.000 thôi. Chúng tôi lại tiếp tục lên một cái bậc thang nữa, khá là cao. Cái kiến trúc này thì các bạn sẽ thấy là rất giống với cổng của khu Hoàng Thành Huế. Đây, nhìn từ trên xuống thì sẽ thấy rõ cái phong thủy cái khu lăng mộ này, tức là trên một quả đồi, lưng dựa sơn
chân đạp thủy, rất là đẹp. Ở kết cấu thì bằng xây thôi, nhưng mà qua thời gian thì nó khiến cho chúng ta cảm giác như là bằng đá vậy. Hai bên thì có hai cái tòa nhà để bảo vệ, trông coi. Những cái tòa nhà tôi nghĩ là cũng làm từ thời xưa, từ khi mà triều đại nhà Nguyễn, cũng như là khi mà vua Khải Định băng hà. Đây, tôi lại tiếp tục đến cái chiếu nghỉ thứ hai. Có lẽ đây là một trong những cái nơi thú vị nhất, bởi vì hai bên chính là hai hàng chầu. Mỗi bên có hai hàng chầu, đó là các vị quan. Đây tôi xem là làm bằng chất liệu gì. Đây là bằng đá, tuy nhiên hình như theo thời gian thì có bị ảnh hưởng một chút, thì người ta đã có những cái chỗ người ta phải phủ lên bằng xi măng. Đấy, cái này rõ ràng bằng xi măng, còn phía dưới này bằng đá luôn này. Chắc là đây. Đó. Chỗ sần sùi xi măng. Đây là các vị quan, còn hàng thứ hai là lính. Và theo cái kiến trúc đối xứng thì ở đây cũng có một cái tòa tháp rất là đẹp luôn. Bên kia cũng là một tòa tháp. Nhìn ở đây thì sẽ thấy là ngoài người ra, tức là quan văn võ lính, thì có trầu, cả ngựa và voi. Như này thì tôi đã hiểu một phần là vì sao ở đây cái khu mà hổ quyền ấy là một trận đấu giữa voi và hổ. Tuy nhiên thì người ta đã bẻ móng vuốt cũng như là nanh của con hổ đi để cho gần như là 100% là voi sẽ thắng trong cái trận đấu đó. Cái khu vực này rất là ấn tượng, kiên cố và đẹp. Và tôi nghĩ rằng một trong những cái khu vực độc đáo nhất ở cái chiếu nghỉ thứ hai này, đó chính là cái tấm bia này. Bởi vì tấm bia đá ở trong thì được bảo vệ bởi một cái công trình ở phía ngoài. Cái công trình này trông khá là bề thế. Khu vực sân chầu và nhà bia, các công trình này đều có chức năng kỷ niệm. Trên sân chầu là bộ tượng các quan, lính hầu và voi ngựa, một trong số những bộ tượng đặc sắc nhất ở Huế. Trụ biểu ở hai bên sân chầu tượng trưng cho sự vững bền và uy nghi. Trụ biểu tức là hai cái tháp mà tôi vừa nói với các bạn. Các chóp trụ được mô phỏng theo dạng stupa của kiến trúc Nam Á. Trong nhà là bia, là tấm bia lớn khắc bài văn do vua Bảo Đại viết về thân thế và sự nghiệp của phụ hoàng Khải Định, tức là vua Bảo Đại là người đã viết nội dung ở cái tấm bia này. Tấm bia này thì các bạn biết rằng là vua Khải Định chính là cha của vua Bảo Đại, là vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, thì tức là vua Khải Định là vị vua áp chót. Thật là đáng buồn là khi ở phía sau tấm bia này là tôi thấy chi chít những cái dòng của người du lịch ngày xưa. Có thể là cái hồi đấy không được bảo vệ, cái khu này không được trông nom như bây giờ, thì các bạn trẻ hay là những người du lịch vô ý thức họ đã đến đây, họ viết chi chít ra. Thật là đáng buồn, thực sự là tôi hơi bị sốc luôn. Khi mà nhìn thấy một cái công trình hoành tráng như này mà không được sự tôn trọng. Công nhận là với cái thời gian đã trôi qua thì khi chúng ta nhìn cái công trình này thấy nó nhuốm một cái màu xám, nó càng tăng thêm cái sự làm sao bí ẩn cho cái khu lăng mộ này. Tuy nhiên thì ở phía trên này, khi mà chúng ta càng đi gần tới cái nhà tưởng niệm chính thì thấy là có vẻ như là ngày xưa những cái công trình này không phải là màu sắc xám như này, mà nó
có rất nhiều cái màu sắc khác, đặc biệt là màu trắng. Vua Khải Định là một vị vua có thể nói rằng là ở cái thời kỳ mà giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, khi mà người Pháp bắt đầu tới Việt Nam cũng như là sự hiện diện của nhiều thế lực phương Tây, thì ngài đã tiếp thu và có những cái sự cải tổ. Đây, đứng từ trên này nhìn xuống thì càng cảm thấy cái công trình này nó có một cái sự hoành tráng, bề thế và tỉ mỉ như thế nào, rất là đẹp. Xa xa là những hàng cây thông, rừng thông, đồi thông, xanh ngút tầm mắt, chập trùng. Và tất cả những cái sở thích của vua Khải Định cũng như là cái những cái tư tưởng của ngài đều được đặt hết vào trong cái khu lăng mộ này. Đấy là cái sự giao thoa phải nói rằng là rất là tuyệt vời giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Rõ ràng là những cái họa tiết thì là của phương Đông, nhưng mà cái kiến trúc bề thế như này là rõ ràng là phương Tây rồi. Bức tường này cực kỳ là gọi sao, rất là to, kiên cố. Những cái họa tiết ở trên tường thì cảm giác như là bằng đá, nhưng thực ra là không phải. Đây chỉ lớp phủ xi măng và người ta đánh họa tiết làm sao cho nó giống đá thôi, nên nó tạo cho chúng ta khi vào đây cảm thấy rất là nhỏ bé. Để các bạn thấy độ dày của bức tường này, nó phải là đôi, bốn, sáu, phải hơn 70 phân. Wow. Đây như tôi đã nói ở nhiều những cái clip trước, tức là một trong cái đặc trưng ở kiến trúc triều đại Nguyễn đó chính là sử dụng những cái ve chai, những cái mảnh sành sứ để tạo thành những cái họa tiết màu sắc nổi bật. Và nó cũng trường tồn nữa, nếu như chúng ta sử dụng màu thì nó sẽ bay theo thời gian. Tuy nhiên nếu mà sử dụng kính đá sành như này thì các bạn có thể thấy là trải qua hàng trăm năm rồi mà nó vẫn còn như thế này. Cái trên trần này thì được vẽ bằng tay. Thì đây là một trong những cái họa tiết mà tôi đã gặp ở rất nhiều những cái lăng khác. Ví dụ như lăng mộ ở Cần Thơ, hay là những cái lăng của những cái người làm quan ở khắp đất nước Việt Nam. Đây là có một cái điện cũng với những cái họa tiết bằng sành sứ, và ở trên là có một tấm ảnh của vua Khải Định. Tôi vẫn đang đi tìm cái bức tượng bằng đồng. Rõ ràng là tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa là tôi thấy ở cái khu vực này thì phải. Năm 2019 đánh dấu tròn 100 năm ngày vua Khải Định xuống chiếu, chấm dứt các khóa học và khoa thi chữ Hán, công nhận chữ quốc ngữ là chữ viết chính thức của dân tộc Việt trên toàn cõi Việt Nam. Trước đó, Alexander de Rose, tên tiếng Việt là A Lịch Sơn Đắc Lộ, là người đặt nền móng đầu tiên cho chữ quốc ngữ, giúp cho người Việt dễ dàng hội nhập với các nước dùng chữ Latin hơn so với các nước theo chữ Hán như là Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc hay những nước theo chữ Ả Rập. Sự hội nhập nhanh chóng này cũng tác động một phần không nhỏ vào việc nâng cao dân trí của một quốc gia, như hiện nay trong vấn đề giao dịch qua Internet,
chữ Quốc ngữ đã có rất nhiều lợi thế hơn hẳn so với các bộ chữ tượng hình như là chữ Hán, vừa khó đọc, khó viết, lại thêm khó sử dụng. Cũng từ đấy, người Việt đã thật sự hoàn toàn thoát được ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, mặc dù nước ta đã bị phương Bắc đô hộ 1.000 năm. Nhưng bức tượng bằng đồng của người ra quyết định khai tử chữ Hán góp phần giúp Việt Nam thoát khỏi vòng kim cô văn hóa của Trung Quốc tại Lăng Khải Định đã đâu mất rồi. Lần cuối cùng khách du lịch nhìn thấy bức tượng được cho là vào năm 2006. Tôi vẫn muốn là đi tìm cho ra được cái bức tượng đó trước khi hỏi những cái người ở gần đây. Bây giờ tôi quyết định vào khu điện chính. Ở đây cực kỳ lộng lẫy. Rất lộng lẫy luôn. Thực sự là tôi đã đi rất là nhiều những cái lăng tẩm hay là những cái công trình tâm linh ở các nước Đông Nam Á. Thì đúng là cái khu vực này nó nổi bật hơn hẳn. Tức là khi mà nhà Nguyễn lựa chọn cái chi tiết mà trang trí bằng sành sứ màu sắc như này thì nó tạo cho cái sự lộng lẫy, màu sắc, nguy nga mà không một cái văn hóa của những cái nước nào mà có được. Ở phía trong này thì tôi để ý thấy có một cái đường để đi lên, có thể là phục vụ cho những cái ngày lễ quan trọng của ngài. Tuy nhiên tôi nói thật luôn là đến bây giờ là tôi không biết là ở đây có tổ chức ngày lễ, ngày giỗ cho ngài không. Nhưng mà chúng ta là không được biết được về những cái ngày đó. Hoặc là đó cũng không phải là một cái ngày lễ của người Việt Nam. Khu này không được tiếp cận rồi. Mà tôi ngó nghiêng thì thấy ở trong này cũng là một cái khu để thờ cúng, một cái điện, và tôi cũng chưa thấy bức tượng ở trong đó. Cái đường này thì không thể đi sang được rồi, bởi vì họ đã chắn bằng một cái rào gỗ này. Bây giờ tôi sẽ thử ra ngoài để đi lại xem nào. Đây tôi đã thấy nhiều những cái đồ cúng bằng đồng, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy cái bức tượng của chính vua Khải Định bằng đồng đâu cả. Ở đây vẫn còn có những cái vòng hoa này có lẽ bằng kim loại nên nó mới tồn tại đến ngày hôm nay, và nó cũng đẹp. Cái này cũng không phải là những cái vòng hoa từ thời này rồi. Rất đẹp luôn. Đúng là bức tượng đó đã biến mất thật rồi các bạn ạ. Không hiểu là họ đem đi cất giữ ở đâu đó hay là có vấn đề gì đã xảy ra. Để tôi thử hỏi một cái người mà buôn bán ở đây, họ có biết được cái thông tin gì không? Đây chỉ là những cái thông tin bên lề thôi. Anh ơi, cho em hỏi là em nhớ lần trước em tới đây là có một bức tượng của vua ở đây đúng không ạ? Không, bức tượng ở đâu rồi anh nhỉ? Bây giờ chuyển về cúng An Định. À, cúng An Định à? Cúng đi chỗ bức tranh, cúng đi chỗ mẹ vua ở hơi trước. À vâng. Cung An Định thì hình như ở gần bờ sông ấy đúng không? Đúng rồi, sông Cầu. À, cái chỗ đó thì em có biết. Nhưng mà em tưởng là cái đó là không được phép rời chứ. Sao lại rời về đấy nhỉ? Nguyễn của nó là ở chỗ đó rồi. À. Khi đợt mới chuyển lên đây. À. Thì nó trứng bay sau thời gian là mình phải chuyển về lại Nguyễn của nó cũ. À. Những khoảng cái thơ được ở đấy. À vâng. Bằng cái cảm nhận riêng của tôi đấy nhá, thì tôi đánh giá vua Khải Định là một trong những vị vua là biết cách chơi. Mà chơi rất là có cá tính. Tức là ngài thực sự là một người có cá tính luôn. Từ cách ăn mặc, cách suy nghĩ, lối sống, cũng như những cái quyết định của ngài ảnh hưởng
tới đất nước. Chính vì vậy mà đất nước của chúng ta, thời kỳ của ngài thì theo những cái gì mà tôi tìm hiểu là cá nhân thôi, thì tôi thấy rằng là có cái sự tân tiến rất là rõ rệt. Bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục cùng tôi đi tìm kiếm sự thật về vị trí của bức tượng độc đáo này và vì sao nó biến mất khỏi lăng Khải Định. Tôi đang có mặt tại cung An Định, nằm ngay tại trung tâm thành phố Huế, nơi được cho rằng đã di rời bức tượng bằng đồng của vua Khải Định từ lăng của ngài tới đây. Và tôi đang đi ở trong khuôn viên của cung An Định. Các bạn có thể thấy rằng là đây là một tòa công trình kiến trúc nhìn là nhận ra ngay, mang dấu ấn từ thời Pháp rất là mạnh mẽ. Và ngay tại cái nơi, cái này có thể là cái đài vọng cảnh, thì tôi đã nhìn thấy ngay bức tượng của ngài. Đây chính là bức tượng của Hoàng đế Khải Định. Hoàng đế Khải Định sinh năm 1916 và mất năm 1925. Chất liệu bằng đồng và tỷ lệ 1:1, tức là y như đúc. Ở đây có ghi rõ là bức tượng thì niên đại năm 1922, do tác giả là nghệ nhân Nguyễn Văn Ngắn ở phường Đúc, Huế thực hiện. Các bạn có thể thấy rằng nếu mà kích thước là 1:1, tức là y như thật, thì có vẻ như là cái chiều cao của vua Khải Định không được cao cho lắm. Ngài mặc dù đi một đôi giày bốt cao, cái đế của nó cũng khá là cao, nhưng mà nhìn này tôi đoán khoảng 1.6 là cùng. Bức tượng bằng đồng thì cái chất liệu đồng nó, vì qua thời gian nó bắt đầu ngả sang cái màu xanh đặc trưng. Ở đây thì có một cái chắn bằng gỗ này, vì vậy mà tôi khó có thể tiếp cận được lên trên đó. Giờ tôi thử đi một vòng xem sao. Ở bên này thì cũng có cái hàng rào, tuy nhiên lại có thêm một cái phù điêu ghi là tượng Hoàng đế Khải Định. Đình Trung Lập, nơi đặt tượng Hoàng đế Khải Định từ năm 1922. Khoảng sau năm 1955, tượng được lưu giữ tại lăng Hoàng đế Khải Định. Đến tháng 9 năm 2015, tượng được chuyển về lại vị trí cũ tại Đình Trung Lập, cung An Định. Vậy là đây gọi là đình trung lập, và đúng là trước năm 1975 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã di rời bức tượng này về lăng Hoàng đế Khải Định, và sau đó thì người ta lại di rời về đây, tức là mới di rời về đây được 4 năm thôi. Đây chính là bức tượng. Bức tượng gần 100 tuổi, rất tinh xảo, thể hiện vua Khải Định đội mũ kiểu khăn xếp truyền thống. Áo khoác kiểu Tây, chi chít huy chương, dáng điệu như một võ quan Pháp. Không chỉ là một hiện vật quý giá về các vị vua Nguyễn, tượng đồng của vua Khải Định đặt tại lăng Khải Định ở Huế, còn giúp hậu thế có được một hình dung sống động về diện mạo của vị vua này lúc sinh thời.
Tượng được tạc theo phong cách tả thực hiện đại. Pho tượng này cao 1m6, bằng kích thước người thực. Trang phục của vua Khải Định được thể hiện qua bức tượng với đầu đội mũ kiểu khăn xếp truyền thống, áo khoác ngoài kiểu Tây, hai vai đeo gù võ quan. Trước ngực vua đeo thẻ bài với những chữ Thụ Thiên Vĩnh Mạng và Đại Nam Thiên Tử. Ngực áo đeo đầy mề đay, ngực phải đeo 3 chiếc và bên ngực trái đeo 4 chiếc. Áo kiểu Tây nhưng lại thêu rồng, mây và sóng, những họa tiết đặc trưng trên hoàng bào của vua nhà Nguyễn. Tay trái của vua Khải Định nắm chuôi gươm, 3 ngón tay đều đeo nhẫn mặt hoa nổi cao, họa tiết rồng tinh xảo trên gươm. Chân đi giày da kiểu Tây, trang trí hình mây rồng hoàng gia. Là một hoàng đế nước Nam, nhưng vua Khải Định được tạo dáng y như một võ quan Pháp. Bức tượng này được các nhà điêu khắc Pháp tạc vào khoảng những năm 1918. Sau đó được các thợ đúc đồng người Việt tổ chức đúc tại Huế. Nguyên xưa, tòa nhà An Định Cung được vua Đồng Khánh cho xây dựng và đặt tên là Phủ Phụng Hóa với ý nguyện làm quà cho con trai trưởng là Khải Định. Vua Khải Định lên ngôi đã cho xây dựng lại và đặt tên là Cung An Định vào năm 1917. Năm 1922, theo ý nguyện của vua Khải Định, Cung An Định được ban cho con trai là Hoàng tử Vĩnh Thụy, tức là vua Bảo Đại. Năm 1945, sau khi làm lễ thoái vị tại Ngọ Môn, Bảo Đại cùng mẹ là bà Từ Cung và vợ là Nam Phương, các con cùng một số người hầu cận đã rời Hoàng Thành qua sống tại Cung An Định. Từ năm 1955, Cung An Định bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trưng dụng làm khu chung cư cho một số gia đình công chức tại địa phương. Sau năm 1975, bà Từ Cung tự nguyện hiến cơ sở này cho chính quyền cách mạng. Sau đó, trong một thời gian dài, Cung An Định được sử dụng làm địa điểm văn hóa công cộng, sau đó là nơi kinh doanh các dịch vụ ăn uống. Năm 2003, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức đã tài trợ 17.000 euro để phục chế 6 bức tranh tường quý hiếm ở nội thất tiền sảnh lầu Khải Tường. Nhờ đó, một nội thất nhà Khải Tường lâu sang trọng, lộng lẫy như bản thân nó đã từng có đầu thế kỷ 20 dần xuất hiện. Tường ấy được vẽ rất là tỉ mỉ với những cái họa tiết có thể nói rằng là khiến cho một cái người mà ở thế hệ ngày nay thì trông nó hơi sợ một chút, nhưng mà ngày xưa tôi nghĩ như này là không phải nhà nào cũng có thể có được. Chỉ có những cái nơi mà của hoàng đế người ta mới vẽ tỉ mỉ như này. Mỗi một căn phòng là một cái họa tiết khác nhau thì nó tạo ra cái sự ấm cúng. Vệ sinh, bởi vì là ngày xưa cách đây 100 năm thì nhà vệ sinh đây, cái khu nhà vệ sinh đây, không biết rằng là từ ngày xưa hay là người ta đã cải tạo lại. Thì ở đây là tôi thấy rõ có một cái công trình đấy, cái này tôi nghĩ là mới này, nhưng mà chắc chắn là ngày xưa là cái khu nhà vệ sinh cũng phải ở đây rồi. Không biết với các bạn thế nào, nhưng mà với tôi thì tôi thấy rằng là
cái công tác gìn giữ bảo trì những cái di tích của Việt Nam hơi bị kém. Hiện nay thì gần như là chả có những cái công trình nào mà y như ngày xưa nữa. Đây này, rõ ràng là bức tường ở đây là màu xanh, là người ta mới quét pe lên, chứ còn ngày trước là đẹp như thế kia cả. Là có một mảng họa tiết ở trên, vẽ men theo những cái cửa sổ này cực đẹp. Nhưng mà người ta lại quét vôi quét ve lên rồi. Những cái núm cửa này này, ở đây là ghi Pháp, France, 18 đấy, không biết phải là năm 1818 không hay là 1918. Đấy. Bằng đồng. Thực sự không biết với các bạn thế nào, nhưng mà riêng tôi ấy, thì những cái căn phòng đẹp đẽ này hay là những cái nội thất này này, nó không gây cho tôi cái sự tò mò bằng tôi hiểu được ngày xưa người ta sinh hoạt ở đây như thế nào. Ví dụ như toilet, rồi cái hệ thống điện nước, rồi máy lạnh có không. Đây, rõ ràng đây cũng là một căn phòng nhà vệ sinh ngày xưa, nhưng mà nếu mà nhìn ở đây ấy, thì sẽ thấy rằng là mình rất là khó đoán là ngày xưa nó như này hay là bây giờ nó như này. Thậm chí cái toilet này đã được trưng dụng để làm cái hố rác. Đấy, rất khó để mà mình có thể nhận định được. Đây là có thể là cái bồn rửa tay và hệ thống kính, gương. Nhưng mà không còn một cái gì để mà mình có thể kết luận chính xác được nữa. Thậm chí sau giải phóng thì cái quan niệm của người ta không thích toilet ở trong nhà cơ. Người ta đẩy ra một cái khu ở ngoài, tách biệt hẳn nhà, và thậm chí là nhiều gia đình đi chung một cái toilet. Đây, cái khu vực này tôi thấy là cũng lát đá như là một cái khu vệ sinh này, một cái nhà tắm này. Mà bây giờ nó không còn một cái gì khác để cho tôi có thể kết luận được ngoài cái lát đá trắng ở đây. Chứ còn những cái nơi trưng bày này thì nó cũng rất là bình thường. Nó không thể giúp cho tôi hiểu được rằng là cái khu này ngày xưa như nào, người ta sinh hoạt như nào. Đây là cửa sổ nhìn ra sông An Cựu, và kia là bức tượng của Hoàng đế Khải Định và cổng chính. Đây, tôi sẽ ra cái khu ban công chính. Có thể là từ những năm 1955 thì người ta cho rằng nếu mà bức tượng đặt ở ngoài này ảnh hưởng bởi mưa gió, thời tiết, thì người ta mới chuyển về Lăng Khải Định. Mà đó cũng là nơi mà tưởng nhớ hoàn toàn tới vị hoàng đế này. Ở đây thì có thể nhìn thấy rõ hơn những cái đường nét chi tiết. Tôi thấy là hơi hơi giống với cái tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, với những cái họa tiết rất là đặc trưng, những cái phù điêu này. Và nhưng mà khi mà nhìn kỹ sẽ thấy là có một sự quét bôi ve cầu thả không hề nhẹ, rất là cầu thả luôn. Tôi hy vọng rằng là cái khu di tích này nói riêng, cũng như là tất cả các di tích từ triều Nguyễn nói chung, một trong những cái thời đại rực rỡ nhất của lịch sử Việt Nam, sẽ được bảo tồn một cách hoàn hảo để cho các thế hệ về sau có thể hiểu được rõ hơn lịch sử. Đó là một phần của đất nước chúng ta.
Chúng tôi phát hiện ra có một căn phòng ở đây là có một cái khóa, nhưng mà nó chỉ chốt nhẹ thôi chứ nó không khóa hẳn vào. Đấy, chúng tôi bỏ ra. Đúng rồi, chính là căn phòng này. Căn phòng này có một cái cầu thang để đi lên. Cầm cầm. Đóng à. Chúng tôi đã đi vào bên trong một cái căn phòng. Cái căn phòng này nó có một cái cầu thang để dẫn lên trên. Trên này có một bàn thờ. Đây là một cái khu hình như đang làm gì. Đây là án thờ Hoàng đế Khải Định, Hoàng Thái hậu Đoan Hy, Hoàng Thái hậu. Án thờ Hoàng đế Gia Long, tức đây là cái ban thờ của Hoàng gia. Án thờ Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương, tức là hai người này thì không mất ở Việt Nam, họ mất ở Pháp. Nhưng mà đã được lập án thờ ở đây. Bởi vì sao? Đây cũng là dinh thự của dòng họ. Ở đây thì tôi thấy là có các vị Phật, Bồ Tát. Và đây là, tôi không nhầm thì ở đây là một cái bức phù điêu ghi lại thờ mẫu. Đây có những cái vết mực ở trên tường này, không hiểu là có ý nghĩa gì. Khu vực này có rất nhiều những cái tấm bia ghi những cái dòng chữ kỳ lạ. Tôi phát hiện ra có camera và phải đi xuống ngay lập tức trước khi có cái điều gì đấy không hay xảy ra.